Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi sẽ kể cho quý vị và các bạn và tư vấn cho quý vị và các bạn câu chuyện đổi đất. Tôi có một vị khách hàng gọi điện thoại nói mà chị ơi, bây giờ em bị tranh chấp rồi. Tôi bảo như tranh chấp cái gì? Tranh chấp cái ông nào đó, ổng trong gia tộc của em á, ổng bảo rằng là bây giờ là cái phần đất tranh chấp này là của ổng. Thì hỏi ra một hồi thì mới biết câu chuyện nó như thế này quý vị và các bạn. Ông bảo rằng là ông đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 2000. Thì trong các quá trình được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì trước đó ông đã quản lý sử dụng đất. Ông bảo với tôi rằng là trước đây ba ông có đổi cái phần đất cho một người bà con trong họ hàng. Thì kể từ khi mà miếng đất mà được đổi từ vị trí số 1 sang vị trí thứ 2 và hai bên đổi lại với nhau, thì các bạn biết rồi, quy định của luật dân sự thì có việc đổi đất. Và hai bên thì mặc dù là đổi bằng miệng, tuy nhiên rằng là kể từ thời điểm đổi khoảng năm 93-95 gì đó, thì hai bên sau khi đổi thì hai bên trực canh, tức là quản lý sử dụng đất. Thì sau khi đổi thì ba của ông chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, và ông được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu tiên. Thì tôi mới đưa cho vị khách hàng đó một cái niềm tin rằng là cái chứng cứ cho việc đổi đất còn không. Thì ông bảo vẫn còn, vì cái quyền sử dụng đất, cái vị trí mà thửa đất của gia đình ông mà trước đây mà ba ông đổi cho cái người bà con trong họ đó, thì họ đã bán rồi. Thì tôi bảo mặc dù là bán rồi, tuy nhiên trong cái quá trình mà mình đi trích lục cái quyền sử dụng đất đó thì mình vẫn có những cái cơ sở pháp lý, nguồn gốc đất đó là của mình. Mình có thể dùng cái biện pháp gọi là so sánh, các bạn ạ, so sánh. Trở lại vấn đề về quy định của pháp luật, thì tôi bảo với ông rằng hiện tại ông đang có hai cái ưu điểm. Ưu điểm thứ nhất là hiện tại mình là người được Ủy ban Nhân dân quận, huyện, tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Mà các bạn biết không, mình được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tức là mình được pháp luật bảo hộ cho cái quyền của mình. Nếu trong trường hợp cái nhà thì chúng ta có những cái quyền như là chiếm hữu, sử dụng và định đoạt. Còn nếu như trong trường hợp chúng ta có cái đất không, thì chúng ta có quyền quản lý sử dụng. Thực ra thì nói như vậy nó hơi khó hiểu thôi, nhưng thực tế là đất cũng bán được đó. Nếu mà nói theo thuật ngữ bình dân vẫn bán được. Đó, cái thứ nhất là hiện tại cái vị khách hàng này có những cái ưu điểm là đang được cầm nắm cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thứ hai là đất này hiện tại ông đang trực tiếp quản lý sử dụng, ông đang khai thác mà, ông đang trồng cây trên đất mà. Thôi thì một chút kiến thức gửi đến quý vị và các bạn. Tôi nghĩ rằng là quý ông bà cô bác cũng đừng có trách luật sư, vì trong bộn bề những cái công việc thì tôi vẫn dành một cái chút thời gian cho cái việc xã hội. Và tôi thì tôi cũng xác định rõ, tôi sẽ song hành chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta mỗi một ngày là một giờ. Có thể sau này cái công việc, cái lượng comment, cái lượng câu hỏi nó tăng lên, thì tôi sẽ có thể rằng là mình sẽ cộng tác với một vài luật sư. Tuy nhiên cái nhiệt huyết, các bạn ạ, cái nhiệt huyết nó vẫn còn ở đó. Tôi vẫn muốn giúp đỡ những người có những cái điều kiện khó khăn hơn, và những người mong muốn được nâng cao cái kiến thức pháp luật. Theo cái thống kê thì hiện tại ở Việt Nam có hơn 90 triệu dân, nhưng khoảng là 60 triệu dân sử dụng cái mạng xã hội, trong đó có YouTube. Và tôi hy vọng rằng mình sẽ kết nối được 63 tỉnh thành bằng cái YouTube của chính bản thân mình.
Và tôi nghĩ rằng là trên cái kênh Dân Ta Phải Biết Luật Ta, nó sẽ không trộn lẫn bất cứ một cái YouTube nào đó liên quan đến cái ngách là ngành luật. Cũng xin bỏ nhỏ với quý vị và các bạn, thì có lẽ là tôi sẽ nghỉ ngơi cho đến ngày hết ngày rằm tháng Giêng là 15. Thì nếu mà không có gì thay đổi thì bắt đầu từ ngày 20 tháng 2, 8 giờ đến 9 giờ ngày 20 tháng 2 năm 2019, tôi sẽ bắt đầu tư vấn lại cái khung giờ từ 8 đến 9 giờ. Các bạn lưu ý nha, tôi sẽ để dưới đường link là tôi sẽ tư vấn lại vào từ ngày 20 tháng 2 năm 2019, cũng là cái khung giờ free từ 8 giờ đến 9 giờ. Còn nếu như quý vị và các bạn có mong muốn sẽ gửi một chút lọc cho luật sư thì chúng ta sẽ chuyển khoản, sau đó đưa ra cái câu hỏi tư vấn, thì chắc là cũng sau ngày mùng 10 thôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem và làm một cái độc giả trung thành của chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Tôi xin trân trọng cảm ơn.